Xin chào các bạn, tên là Ngọc Tiền, còn mình tên là Bạch Vân. Chắc hẳn các bạn đã có cuốn sổ có hơn 1% mỗi ngày là đúng không nào? Và hôm nay chúng mình sẽ giúp các bạn cách lệ sinh cho chúng này nhé. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nào. Cấp 1, các bạn chào mọi thầy cô khi đến trung tâm. 1, 2, 3. Cách số 3, các bạn hoàn thành bài tập trước khi lên lớp nhé. Em đi đúng rồi, hôm nay là bài tập chưa? Rồi. Ủa, cái này đọc sao vậy? Chữ này là eruption. Cách số 4, các bạn hãy cùng giúp đỡ nhau cho học tập nhé. So, what is next class? Who has a big raise your hand? Trở thành super kid tương lai. Yeah.